ví dụ như là hiện tại nó không được chịu mà cây chết hết rồi. Mùa đông là nó chết hết. Ui rồi, gió nó đẩy cái xe kìa. Gió nó đẩy. Có cái lễ hội gì ở gần nhà mình á chồng? Họ tổ chức cái gì ấy? Hội chợ. Ui cái đệm họ vứt đi này. Ghế họ vẫn đi này. Lạnh tai chưa? Ở Mỹ nó làm nồi đồng cuối đá nha mẹ nhỉ. Không như mấy cái chung cư. Nước Mỹ lắm xe. Nhiều đường, nhiều đường đất, chỗ nào cái đường đâu, đường đất đâu, đường đấy, đường cái gì, đường cái đấy, đường giao thông ấy, đường có rộng rãi thông thoáng dạ, không dạ. Không tắc nghẽn giao thông đúng không, có lau công quét đường mai thuê mẹ quét cho không thấy lau công. Việt Nam lắm lau công lắm, thì là đất nước nghèo nên là lắm lao động. Mẹ đang đi ăn cái gì ở Mỹ đây? Còn nhớ không? Pizza. Pizza. Ừ, đang đi ăn pizza Domino. Pizza của Mỹ. Vắng nhỉ? Ngày lễ vắng nhỉ? Hôm nay đã tỉnh tỉnh chưa? Đỡ mệt chưa? Hết mệt. Đây nó không có lao công quét đường. Nó có cái người đi hút bụi mà không có lao công. Một con nó có dùng máy ạ, nó không dùng quét như ở nhà. Ở đây có một cái khu ấy mẹ, có cái gần cái chợ Việt của mình ấy. Có một cái khu có nhiều quán ăn Việt Nam. Ở đây quán ăn nước nào cũng có, nước Trung Quốc cũng có. Trung tâm Thúy Nga là ở mãi đâu? Ở California. Đó, cách đây khoảng 7 đến 8 tiếng máy bay. Đấy, cái khu cái đấy là lắm người Sài Gòn ở đấy đó. Nguyên người Sài Gòn. Đấy, đi vào trong nhà nóng nha mẹ nhỉ. Nó chỉ đi ra ngoài lạnh thôi. Kể cả tuyết rơi bên ngoài nhưng trong nhà vẫn ấm như thế này.
Chứ ở Việt Nam mình là vào trong nhà vẫn lạnh đấy. Ở đây họ có máy điều hòa, hệ thống sưởi cả nhà, không phải có một cái máy nhỏ đâu, nó có một cái hệ thống. Cây cối mùa đông trụi hết rồi. Bây giờ đang là gần 1 giờ là bố đang ngủ say đấy. Là ở đây ban ngày, ở nhà ban đêm ấy. Hay nhỉ? Hay không? Đang rồi, bà đang ăn pizza này. Ý, đa thèm không? Bà đi ngủ. Phê đây, phê đây, chuẩn bị đây. 1, 2. Mẹ uống thử mới đi. Ở đây còn đang họp sữa. Khi ăn xong pizza chúng tôi đã phải mang về một đống vì ăn thừa. Gọi đẩy vào ăn dở người. Thì gọi ít ít thì ăn thừa thôi. Mang về cho Dan. Pizza xa cũng có một anh chàng đang ăn pizza. Người ta gọi thử thử à, ăn thử người ta gọi ít thôi cái bé. Mẹ vừa nhặt được cái gì đây? Alo. Nhà bán quán ấy. Họ lấy hết ấy. Mẹ ơi, mẹ vừa nhặt được cái gì đây? Làm bát đĩa. Trời ơi, cái chỗ này đường đẹp thế. Đường lá vàng đẹp quá. Mẹ ơi, quay đây kìa xem nào. Các con ăn uống biết lỗi mà làm nào. Không phải đâu, bọn con ăn nấu ăn cả tuần. Ví dụ như một mình con đi ăn hết 15 đô rồi. Bằng hôm nay 3 người mình ăn rồi. Ba hôm nay ăn 2 mấy đô? 30. Chỗ này mắc. Bình thường miếng pizza. Đây á, thật á. Mua rồi. Mua rồi. À, con bấm còi nó tít tít nhá. Ừ. Bye.
cao nhất đúng không? Bao nhất to nhất nhất à, cho tài bây giờ. Mẹ ơi, xong rồi mẹ có biết là mẹ đang ở tầng 7 của cái tòa này không? Anh Vinh đang trêu mẹ đấy.